Rồi đây thông tin màu nhỏ này chính là tiểu đơn vị nhỏ, và to như thế này là tiểu đơn vị lớn. Và nếu đây là tế bào động vật thì tiểu đơn vị nhỏ là hằng số sinh học là bao nhiêu s? 40s, còn tiểu đơn vị lớn là 60s. Nhưng khi hai đứa này tổ hợp lại với nhau thì sẽ trở thành 80s. Đúng rồi, như vậy phức hợp này là s. Ủa tại sao mà hai đứa cộng lại mà lại không ra con số? Hình như sinh học tế bào hơi bị rắc rối đó. 1 cộng 1 mà bằng 3, 1 cộng 0 lại bằng 2. Và hôm nay 40 cộng với 60 thì bằng 80 ha bạn ha. Bởi vì cái đó là hằng số lắm. Giống như bây giờ là hai đứa cùng nhảy xuống dụng sình đó bạn ha. Một đứa nó nhảy thì nó lắm với tốc độ đó, một đứa nó nhảy với tốc độ đó. Nhưng khi hai đứa nó ôm lại thì không gian nó khác, nên nó sẽ lắm với một tốc độ khác, chứ không phải khi nó lắm lại là một phép tính cầm giữa hai độ lắm. Các em có hiểu được cái như vậy không nha? Và các bạn cũng đã tưởng tượng ra cái phân tử màu cam đó chính là các protein. Sẽ có một tác giả đến đây và giới thiệu cho các bạn về sinh tổng hợp protein. Đây là những cái protein các bạn ha. Bây giờ các bạn đang được xem đó chính là quá trình đưa cái protein này vào bên trong lưới nội sinh chất có hạt. Hơi bị khó, các em phải chú ý phần này cho kỹ. Để đưa được các loại protein này vào bên trong lưới nội sinh chất có hạt để được hệ thống lòng ống này bảo vệ đó, thì các protein này phải có một cái đơn vị mang tên là các peptide tín hiệu. Giống như là anten. Tôi ở đây nè thì những cái gì đó nó mực được anten thì nó mới có khả năng đi vào bên trong lưới nội sinh chất có hạt được. Và để nhận diện được các peptide tín hiệu này thì trong tế bào chất sẽ có một cái phân tử protein mang tên là SRP. Phân tử protein này được mang tên là signal recognition particle. Particle là nguyên tử, là phân tử. Còn recognition là nhận diện, còn signal là tín hiệu. Như vậy đây là một cái phân tử nhận diện tín hiệu. À thì ra là màu đỏ nó phát tín hiệu thì phải có một cái đứa bắt được tín hiệu của nó. Theo các bạn, cái chỗ này nó có trùng khớp với thụ thể này không ạ? Đó, cái chỗ này nó có đúng như chỗ này được không nào? Không biết thì hãy xem tiếp đoạn clip sau. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là màng tế bào của, xin lỗi, màng của bào quang lưới nội sinh chất có hạt. Bên trong màu trắng này là cái gì bạn? Lọc màu trắng này là cái gì bạn? Màu trắng này là lọc ống của lưới nội sinh chất có hạt. Còn đây hai cái miếng này là cái gì vậy? Là cái màng của lưới nội sinh chất có hạt. Và đây là các thụ thể trên cái màng của lưới nội sinh chất có hạt. Các em có tưởng tượng được ý của thầy không ạ? Nha. Đó. Như vậy là sau khi bắt được tín hiệu thì phải trên màng của lưới nội sinh chất hạt phải có thụ thể. Giống như hôm qua mình học chìa khóa nào là phải gắn vào thụ và gắn vào ổ khóa đó. Nếu như chìa khóa là SRP thì thụ thể sẽ là thụ thể SRP. Rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ạ? Đây là ER membrane. Lúc này sẽ có một cái ribosome receptor xuất hiện. Đứng tường vào đây, đối với bạn làm gì vậy? Cố định tiểu đơn vị lớn và tiểu đơn vị nhỏ. Để làm gì vậy các bạn? Để bơm cái protein này vào bên trong. Hai đứa đó giờ đi đâu rồi ạ? Để đi tìm một ribosome khác để thực hiện chức năng, chứ không có thôi thì uổng phí. Bây giờ hết trách nhiệm rồi, mời đi chỗ khác làm việc nha bạn nha. Lúc này nó sẽ có một cái kênh vận chuyển trên cái màng của lưới nội sinh chất có hạt, thì nó sẽ đẩy các protein vào bên trong hệ thống lưới nội sinh chất có hạt. Và lúc này để kết thúc cho chuỗi hoạt động thì signal peptinitase, đó chính là cái gì các bạn? Đó chính là một cái enzyme cắt đứt các tín hiệu peptide, nó sẽ cắt đứt. Và như vậy là chúng ta đã thấy là protein này đã được đi vào bên trong của lưới nội sinh chất có hạt. Theo bạn màu đỏ này đi đâu ạ? Đi tìm một sứ mạng khác ở một cái vùng trời nào đó, cái ribosome và mRNA đang đợi nó, các bạn ha.